Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Peppa đến nhà ông bà chơi. Peppa, George, heo ba và heo ông đang ngồi trong nhà xem đua xe trên TV. Wow! Cố lên nha, xe số 2 ơi! Tình hình đang rất căng thẳng, không ai nhường ai. Có chuyện gì mà ồn quá vậy? Trời ơi, quá tuyệt vời, xe số 2 đang tăng. Đỡ ồn hơn rồi. Cuộc đua sắp kết thúc rồi bà ơi, mau bật TV lên đi. Wow, cuộc đua tuyệt vời cuối cùng cũng đã kết thúc. Tôi rất vui vì đã không bỏ lỡ những giây cuối cùng. Thấy chưa, nó hết rồi. Hôm nay là một ngày trong lành, mọi người nên ra ngoài vui chơi đi. Phải, bà nói đúng đó. Vậy, giờ mình chơi trò gì đây? George đang muốn chơi trò đua xe đó ba. Được thôi, mình sẽ cùng ráp một chiếc xe đua cho George. Có thiệt là ba sẽ ráp được một chiếc xe đua không ba? Không, nhưng heo ông làm được đó con. Cái gì? Được. Ông sẽ làm một chiếc xe đua cho George. Đây là nhà kho của heo ông, chỗ ông chế tạo đồ đạc. Để coi chúng ta có gì nha. À, một chiếc xe đẩy cũ. Dạ không, George không còn là em bé nữa đâu ông ơi. Ông chỉ lấy mấy cái bánh xe thôi Peppa. Ồ. Và miếng này có thể làm đầu xe. Còn đây sẽ là chỗ để ngồi. Con thích số mấy vậy hả George? Con số George thích là số 2. Ồ, chắc chắn chiếc xe đua này sẽ chạy nhanh lắm đây. Nhưng mà ông đừng làm nó chạy nhanh quá nha ông, vì George vẫn còn nhỏ lắm. Con đừng lo Peppa, đây là chiếc xe đạp bằng chân chứ không phải gắn động cơ. À. Tiếp theo chúng ta cần phải có bánh lái. Cuối cùng chính là kính đua và nón bảo hiểm nữa. Xe đua của George xong rồi nè. Kia là chó Danny, ngựa vàng Joey và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Các bạn hãy nhìn xe đua của George nè. Wow. Anh sẽ thi với em. Chị cũng thi. Cả anh nữa. Mình cũng muốn đua với các bạn nữa. Xe đua của bạn đâu rồi Peppa? Nhưng mình làm gì có xe đua chứ. Con đừng buồn Peppa, không đua xe thì con làm đội trưởng đội cơ khí. Là làm gì vậy ông? Con sửa chữa xe của George nếu xe em ấy bị hư. Ồ, tuyệt vời. Con muốn xe bị hư thiệt nhiều luôn. Bắt đầu cuộc đua nào. Các con chạy 3 vòng quanh vườn nha. Sẵn sàng, chuẩn bị. Tiến lên. Họ xuất phát rồi. Kết thúc vòng 1 và bây giờ George đang dẫn đầu. Sao ở ngoài này ồn quá vậy? Tôi đang coi TV ở trong nhà mà. Tụi con đang chơi đua xe đó mà. Kết thúc vòng 2 và George vẫn đang dẫn đầu. Ôi không, bánh xe của George bị rớt ra rồi. Đội trưởng đội cơ khí đâu rồi ta? Con đã có mặt. Chúng ta phải làm gì? Rõ rồi, thưa đội trưởng. Đi đi George, tiến lên. Ôi, không ổn rồi, George đã bị bỏ lại phía sau. Đạp nhanh hơn nữa đi George. Cố lên George. Tiến lên George. Là người chiến thắng. Hoan hô. Em giỏi lắm đó George. Em chính là tay đua giỏi nhất trên thế giới này luôn á. Con còn có một đội trưởng cơ khí giỏi nhất thế giới nữa đó. Dạ phải, chính là con nè. Các loài thú đêm. Hôm nay Peppa và George ngủ ở nhà của heo ông và heo bà. Không có gì đâu Peppa, ông chỉ định vô vườn bắt mấy con ốc và ốc sên thôi, nhanh lắm con à. Chi vậy ông? Ông các con không thích mấy con ốc và ốc sên, bởi vì chúng sẽ ăn rau quả của ông. Và thời điểm tốt nhất để bắt chúng là vào ban đêm với cây đèn pin này. Ông cho con quá
Jack đi theo với nha. Thôi được rồi, chỉ một lần này thôi nha. Mặc áo khoác và mang giày ống vào đi. Peppa và George nghe lời của bà, vô nhà mặc áo khoác và mang thêm giày ống. Con cầm cái xô này đi Peppa, còn ông sẽ cầm đèn pin. Mấy ông cháu đừng ở ngoài đó trễ quá nha. Dạ, tôi biết rồi heo bà. Chúng ta sẽ cho mấy con ốc và ốc sên bắt được vào trong cái xô này. À, một con ốc sên nhỏ nè. Thêm một con ốc sên nhỏ nữa. Mấy con ốc này ghê quá. Ghê. Thiệt sự là rất ghê luôn. Đây là mấy con gà của heo ông Sarah, Jemima, Vanessa và Neville. Xin chào các bạn gà. Ông phải cho mấy con gà lên chuồng đi ngủ. Ngủ ngon nha gà. Ngủ ngon nha gà. Thật à. Tại sao mấy con ốc và ốc sên này không chịu đi ngủ vậy ông? Bởi vì chúng phải thức suốt đêm để ăn rau quả của ông chứ sao. Có một số loài vật sẽ ăn vào ban ngày, giống như mấy con gà nè. Và một số loài thì ăn vào ban đêm, giống như... Ồ, cậu cáo đó sao? Dạ, chào heo ông. Ông đang cho mấy con gà đi ngủ hả? Đúng vậy. Ngủ trong chuồng gà mái ấm áp và tuyệt vời. Vậy thì tốt quá. Thôi, tôi phải đi về đây. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Rồi, hồi nãy ông nói tới... Có một số loài sẽ đi ăn vào ban đêm giống như... Ồ, xin chào. Ông ơi, có một con thú nhỏ trong cái xô kìa. Phải, đây là một con nhím. Chúng rất thích ăn các loại ốc và ốc sên. Xin chào bạn nhím. Ồ, nó cuộn tròn lại như trái banh rồi. Đúng vậy Peppa, bạn nhím rất hay mắc cỡ. Ra đây với mình đi nhím ơi, bạn đừng có sợ mà. Ông thích mấy bạn nhím lắm, vì chúng rất giỏi xua đuổi các loài ốc và ốc sên, tránh xa các cụm rau díp đáng yêu của ông. Tạm biệt bạn nhím nha. Tạm biệt. Vậy còn loài nào đi ăn đêm nữa không hả ông? Còn chứ, có bướm đêm nè. Ồ, nhìn chúng giống như bướm bướm ban ngày vậy. Thì chúng cũng là bướm bướm nhưng bay vào ban đêm. Chúng rất thích ánh sáng của đèn. Nếu ông tắt đèn, chúng sẽ bay đi. Và khi ông mở đèn lên, chúng sẽ quay trở lại. Con thử được không ông? Được chứ. Tạm biệt bướm đêm. Xin chào bướm đêm. Tạm biệt bướm đêm. Và nếu con tắt đèn lâu một chút, con sẽ có thể nhìn thấy những loài thú đêm rất nhỏ khác nữa. Ở đâu vậy ông? Con hãy nhìn lên trời kia kìa. Không đâu, nó là một con đom đóm đó Peppa. Nó đang đốt lửa hả ông? Oh, không phải Peppa, nó có một cái bụng có thể phát sáng. Wow, vậy trong vườn của ông có loài thú đêm nào lớn thiệt lớn không ông? Không có. Ồ, oh, đó là cái gì vậy? Một loài thú đêm to lớn đúng không ông? Không phải, đó là heo bà. Đang ở đây hả? Được Peppa, nhưng giờ là lúc nói chúc ngủ ngon với chúng rồi. Chúc ngủ ngon nha, các loài thú đêm. Giờ đã qua giờ đi ngủ rồi đó, các heo nhỏ của bà. Dạ, con biết rồi bà. Chúc ngủ ngon các bé cưng. Chúc bà ngủ ngon, chúc ông ngủ ngon. Chúc ông à, ngủ ngon.